Trai tơ nhìn thấy ngại ngần, anh men đứng ngắm bần thần, ngó xa chỉ là trang phục thôi mà, đẳng cấp phong độ xem qua lời bình. Ý tác giả muốn nói, bề ngoài không đánh giá được với tính cách ở bên trong. Thơ cũng như người của anh, thật thà và chất phác. Nguyễn Tiến Vinh đã viết mốt cốt cách thể hiện qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sa. Cũng là tấm áo manh quần, thế nhưng cốt cách cũng dần hiện ra. Vẻ đẹp chỉ thoáng liếc xa, phong lưu thanh lực phong lưu thanh lực gọi là hương bay. Cũng là ăn vận thương ngay, dung nhan thần sắc biết ngay tâm người. Khuôn trăng mày biết xuân cười, tóc mây má phấn xem tươi vạn phần. Mai cốt cách tuyệt tinh thần, khuôn eo giang hà mười phần điềm cao. Lại thêm môi thắm má đào, non tơ hoa nở cửa vào vườn xuân. Trai tơ nhìn thấy ngại ngần, anh men đứng ngắm bần thần ngõ xa. Chỉ là trang phục thôi mà, đẳng cấp phong độ xem qua lời bình.